Nếu cuộc đời mỗi người được ví như những vòng xe lăn bánh, không ai biết trước được những bất trắc gặp phải trên đường, thì với bác Nguyễn Văn Tài, bánh xe cuộc đời ấy đã tưởng chừng có lúc phải dừng lại vì căn bệnh mạch vành nguy hiểm. Rất may, nhờ tìm được hướng đi an toàn từ thảo dược, bác đã tìm lại được sức khỏe và niềm vui sống. Vâng, tôi là Nguyễn Văn Tài, sinh năm 1954, ở thôn Lậu Huyền, xã Đồng Phong, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. Tôi là cán bộ công tác tại Ủy ban Nhân huyện Nho Quan, nghỉ hưu năm 2016. Đến nay, từ năm 2010, tức là sau khi cú sốc bị mất người thân, kết hợp với lại cái sức ép do công việc là đang đương chức, cộng với lại cái kinh tế của thời điểm đó là các con tôi là ba đứa con thì vừa ra trường chưa có công ăn việc làm, do đó là dẫn đến sức khỏe càng ngày càng yếu và giảm sút, biểu hiện nó có thể là rất sút về cân, hai nữa là sức khỏe là rất là khó thở, ba là thỉnh thoảng là có những cái cơn đau, khi mà cái cơn đau nó lên thì là lúc đó thì người nó rất là mệt mỏi, tức là thở dốc, hai nữa là ho nặng, ho to nặng kéo dài khoảng 10 đến 15 phút. Rồi kèm theo cái triệu chứng đó là cái lồng ngực bị nóng lên. Và có những cái đơn cơn đau là rất là đau nhói là từ phía trước cho phía sau lưng là biểu hiện là như vậy. Hai nữa là rất khó thở, nhịp thở rất khó khăn, đặc biệt là kém ăn, kém ngủ. Qua những lần khám và định kỳ sức khỏe của do huyện tổ chức, các bác sĩ kết luận tôi là bị bệnh tim, đau động mạch vành, bị cao huyết áp và lượng mỡ máu trong máu cao. Sử dụng là thuốc tây mà bác sĩ kê thì nhìn chung là có chuyển biến. Nửa tháng thì cái hiện tượng là bị tức ngực, đau rồi ho vẫn là xuất hiện lại và thấy hiệu quả nó cũng rất chậm. Những người con là động lực, là hy vọng để bác Tài vượt qua chứng bệnh mạch vành mắc phải. Là người ham tìm hiểu, bác không ngại tìm mua sách báo, hỏi người quen rồi tìm thông tin trên mạng. Biết đến Vườn Tâm Thống, sản phẩm thảo dược giúp cải thiện tình trạng xơ vữa mạch cho nhiều người hiệu quả. Bác không ngần ngại mua về dùng kết hợp cùng với thuốc điều trị. Tôi dùng cái sản phẩm Vườn Tâm Thống này là khoảng từ tháng 6 năm 2013, kéo dài đến khoảng tháng 10 năm 2013. Là tôi sẽ uống thì theo cái hướng dẫn là uống như thế là 4 viên trên một ngày, mỗi lần uống là 2 viên. Sau khi sử dụng thời gian là khoảng 4 tháng thì tôi thấy rằng cái hiệu quả của nó rất là rõ rệt, sức khỏe được nâng lên, tức là cái số lần ho là bớt đi, ho nó không còn ho khan, ho mạnh nữa, cơn đau nhói nó giảm hẳn. Hai nữa là cái tình trạng khó thở nó cũng là bớt đi và trong người thấy thoải mái, nhẹ nhõm hơn trước rất nhiều. Khi mà là đi ra bệnh viện tim mạch Hà Nội về và bác sĩ là kết luận tôi là cái bệnh tim động mạch vành là có thuyên giảm và kết hợp với đó thì là những cái bệnh như là mỡ máu rồi là cao huyết áp cũng là giảm. Và tôi về tôi sử dụng thêm một thời gian một tháng nữa thì tôi thấy là sức khỏe tôi đã là dần hồi phục và tôi đã là ngừng cái sử dụng cái sản phẩm Vườn Tâm Thống là từ năm 2014. Như thế là tôi thấy rằng là cái hiệu quả của cái sản phẩm Vườn Tâm Thống là rất ổn định. Thoát khỏi bệnh mạch vành, con cái có nghề nghiệp ổn định và phương trưởng, cuộc sống của bác Tài lại bình lặng trôi đi nơi làng quê mộc mạc. Chỉ có một điều khác, ấy là bác đã nghỉ hưu và thay vì công việc tất bật của một cán bộ công chức mẫn cán, bác luôn dành thời gian chia sẻ lại kinh nghiệm điều trị bệnh mạch vành của mình cho bà con chòm xóm với tâm niệm cho đi để nhận lại nhiều hơn, giúp người rồi có lúc người sẽ giúp mình.